trình được phát sóng vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty truyền thông Bi thực hiện, và chương trình Tần số tình yêu chắc chắn phải có hai bạn nữ hoặc hai bạn nam. Xin trân trọng kính mời hai bạn. Đẹp trai quá. Một người là uy tín. À, đẹp trai còn được cái tên uy tín nữa không ạ? Dạ, đúng rồi. Uy tín chất lượng cao. Còn bên đây là Duy Phong. Dạ. Hai cái tên nghe thấy bên đây uy tín, bên đây thấy phong độ. Còn nói gì nữa, mời về chỗ chung với chị. Xin mời. Đi tìm tần số của nhau, mời Duy Phong giới thiệu về mình. Mình là Duy Phong, hiện nay mình là sinh viên năm 3 của trường đại học công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Mình có sở thích là thể thao, âm nhạc và xem phim. 20, 21 tuổi, chẳng phải người ta vẫn nói đây là những năm tháng tươi đẹp nhất của đời người đấy ư? Vì đẹp nên Phong những mong sẽ gặp được một người trong gian khó, trong mệt mỏi và cả những vấp ngã của thanh xuân cũng không bỏ mình mà đi. Cô gái ơi, em có đang chờ Phong phía sau một trong bốn bức màn bí mật của tần số tình yêu hôm nay không? Đầu tiên em cũng chào anh Trương Thế Vinh và chị Việt Hương ạ, và toàn thể mọi người đang ở trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Uy Tín, em năm nay 21 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên năm 3 của trường Cao đẳng Viễn Đông. Em là một người khá là thích chơi thể thao, đặc biệt là đá bóng. Tính cách của em thì em là một người khá là hiền và hơi rụt rè. Cô bạn ngồi bàn kế bên, mối tình thuần khiết thời học sinh của Tín từng nói: có những con đường Tín phải đi một mình, chẳng vì bất kỳ lý do nào cả, chỉ là cần cho sự trưởng thành. Và rồi buông tay, bạn ghé đến như một cơn gió, nên cách bạn ra đi cũng nhẹ nhàng. Buông rồi thì cũng đến lúc Tín đủ bình an để nắm lấy một bàn tay khác, và biết đâu đó lại là ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau giúp em tìm tần số ha, cùng gặp gỡ bốn bạn nữ. Mời bạn đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Minh Tuyền, năm nay em 20 tuổi và em đến từ trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại ngoài giờ học là em vừa đi hát và vừa làm MC ạ. Và em là một người rất là thích động vật, đặc biệt là cún ạ. Các anh ở phía dưới nếu thích cún thì hãy tìm đến em, nếu như mà các anh không thích thì các anh hãy thích em đi, em sẽ làm cho các anh thích cún theo em. Em ơi, em là học trường văn hóa nghệ thuật đúng không? Dạ không ạ, em là Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chuyên ngành nữa là cái gì em? Chuyên ngành của em là quản lý văn hóa. Dạ. Xin mời bạn thứ hai. Dạ em xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Kim Thoa, 22 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối ngành tiếng Anh thương mại trường Cao đẳng Công thương ạ. Xin mời bạn số 3. Em tên là Ngọc Bình, hiện tại em đang sống ở Thành phố Hồ Chí Minh và công việc chính của em là mẫu ảnh và diễn viên. Em là một người rất là thích đi du lịch, đi chơi, mà 22 năm nồi bánh chưng chưa có được đi du lịch cùng người yêu, toàn chứng kiến bạn bè đi cùng người yêu rồi đi một mình, nên là hôm nay em hy vọng sẽ dẫn được một anh về để cùng em đi du lịch. Xin mời bạn thứ tư. Em tên là Kiều Bình Nhi, năm nay 19 tuổi và đang là sinh viên của trường Sài Gòn Tourist, chuyên ngành hướng dẫn viên du lịch. Em không biết là hai anh ở đây đã đi du lịch được những đâu rồi, nhưng mà nếu như hai anh muốn thì em có thể chỉ cái con đường mà đến với trái tim của em. Anh độc thân, em độc thân, vậy có phải là ngẫu nhiên không? Em cao 1m mấy? Dạ em cao 1m68. Dạ tại chị nhìn ngoài đây thì cái dáng em vừa ốm ha, cao, đặc biệt có cái cổ rất là thanh tú, thường là cái cổ này là dân ba lê mê dữ lắm. Dạ em cảm ơn. Với cái giọng thỏ thẻ của bốn cô gái giới thiệu, hai anh chàng có bị thổn thức bởi cái giọng nói nào không? Dạ cá nhân em thì em thích cái bạn số 4 rồi. Số 4, dạ. Rồi còn Uy Tín? Em thì em ấn tượng với bạn số 1 ạ. Vậy thì bây giờ xem cái ốp lưng điện thoại của các bạn đó đi hiên. Dạ. Coi có gì đặc biệt không? Mời cái ốp lưng điện thoại. Chà, số 4 nhìn mảnh mai vậy mà làm cái khiên đi dữ quá ha. Tại sao là cái chuyên câu Captain cơ? Em cũng rất là thích xem phim, đặc biệt là Captain là em không bỏ cái phần nào hết. Cái tánh em có hơi tomboy một chút không?
Dạ không, em nữ tính mà. Nữ tính mà. Giọng của em có vẻ là người Buôn Mê Thuột hay là người Gia Lai hả? Dạ, em là người Đà Lạt. Ồ, không liên quan luôn. Hai anh ngồi ở đây có anh nào thích coi phim không ạ? Anh rất là thích đi coi phim của Marvel, đặc biệt là Captain luôn. Ừ, không bỏ cái bộ nào. Dạ, không bỏ một bộ nào. Rồi, tính có coi không? Dạ, em á thì em chỉ có đam mê phim Việt Nam thôi. Cái bạn số 1 thì cớp lưng cũng đặc biệt, có con chó nhỏ xíu. Bạn số 1 cho tín hỏi là hiện tại nhà bạn còn đang nuôi chó không ạ? Dạ, lúc trước thì có, nhưng hiện tại thì không ạ. Dạ, em xin phép nha. Anh ơi, ví dụ như hai đứa mình nuôi cùng một con thì có được không ạ? Nếu mà không có cái ấn tượng đặc biệt về hai cái cớp lưng còn lại thì chúng ta coi màn hình đi, lật màn hình khóa nè. Trời ơi, bà số 4 bà cá tính lắm nha. Ai chụp cho em tấm này vậy? Thưa chị, cái hình này là một anh photo chụp cho em luôn. Vì sao em để bức hình này? Là tại vì em khá là thích máy ảnh. Em thích cầm máy nhiều hơn là thích làm mẫu cho người khác. Anh lại thấy cái bạn số 3 rồi là cái hình này ấn tượng lắm. Làm anh gợi nhớ tới MV mới của Sơn Tùng hả? Cái này là bãi cát của Phan Thiết hả em? Dạ đúng rồi, ở Phan Thiết chị. Rồi ai chụp cho em tấm hình này vậy bạn? Bạn em chụp cho em. Người yêu cũ hả em? Dạ không, lâu lắm rồi chưa được nắm tay ai. Vậy là cái gu thời trang của em bình thường là như vậy, là kiểu nó hơi cá tính, đặc biệt cũng rất là hiện đại ha. Bạn số 3 ơi, cho mình hỏi là bạn có hay đi du lịch không? Mình rất là thích đi du lịch, còn bạn có thích đi du lịch không ạ? Có chứ, hiện tại là đã đi du lịch được 3 chỗ, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng. Bạn số 3 đi tận đâu rồi? Em cũng chưa được đi nước ngoài nên là bây giờ em thích đi nước ngoài á. Em muốn đi nước nào? Hiện tại là em thích đi Xin và đi Hàn nhưng mà em chưa có cơ hội được đi. Cho em hỏi bạn tính là bạn đi cùng với bạn hay là đi một mình? Đi cùng bạn. Ý hỏi là bạn gái hay là bạn? Dạ, bạn cùng chơi với nhóm với nhau. Nhóm với nhau thôi. Còn bạn gái thì chưa có cơ hội để được đi. Còn Phong thì em đã đi tận đâu? Dạ em đi được Huế, Đà Lạt, Nha Trang, Vũng Tàu. Dạ. Em đi chung với gia đình em là chính. Gia đình là chính. Dạ. Rồi bây giờ mình xem vào từng cái màn hình ha. Bắt đầu từ bạn số 4 đi. Bạn có cái đàn piano, bạn biết đàn hả? Dạ thưa chị là em có biết một ít. Nhà bạn có ai theo âm nhạc không? Dạ thưa chị là dạ không. Ai tóc dài ngồi đàn đó? Dạ là em, nhưng mà giờ tóc em ngắn rồi. Em có nghe là hai anh mình cũng đi Đà Lạt rồi hả? Anh đã từng tới những đâu ở Đà Lạt và địa điểm nào là nơi mà anh thích nhất? Nhà em là anh thích nhất đó hả? Bà khoái, nó thả tính đây em ơi. Đà Lạt rộng như hồ luôn mà nói nhà em là anh thích nhất, tại tao biết em ở Đà Lạt. Nhà em ở đâu nè? Nhà em ở dưới huyện Lâm Hà. Vô hỏi huyện Lâm Hà có gì? Em ơi cho anh hỏi là cái huyện Lâm Hà có cái gì? Xạo quá, tôi chỉ ổng gì ổng hỏi đó. Dạ, thì huyện Lâm Hà là có nhà em đó. Anh không muốn về nhà em hả? Có chứ. Có em là anh về. Tất nhiên. Trời đất ơi. Nghĩ vậy em tính, trời ơi. Nó nhốn nháo trơn, tính không nói được vô gì luôn. Vô xem mình nô rồi. Em bất lực quá anh. Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và coi hình đi. Bạn số 4 ơi, cho Tín coi hình của bạn được không? Đồ ăn, thức uống. Đồ ăn là em nấu hay là mua vậy em? Dạ, cái này là đi ăn ngoài ạ. Bạn số 4, bạn biết nấu ăn không? Tất nhiên rồi, nếu mà anh muốn thì em có thể sẵn sàng nấu cho anh ăn thôi. Ví dụ món gì nấu được nè? Đừng có nấu trứng chiên nhá. Người con gái Bắc cho nên là tất cả những cái món bún ăn. Đậu mắm tôm làm được không? Tất nhiên rồi ạ. Bún mọc? Dạ rồi. Được rồi em, vậy là hai món rồi. Hai anh mình muốn ăn món gì để em Chuẩn bị. Em nấu món nào cũng được hết trơn á. Trời ơi, cái mặt nó. Em ơi, tại vì bây giờ em không có thấy được cái mặt của ông Phong đâu. Mặt kỳ lắm. Vậy thì anh Tín, anh thích ăn món gì nhất ạ? Bất cứ gì cũng được, nhưng mà em đừng nấu cho ăn mì tôm, mì trứng chiên là được rồi. Ngán lắm rồi. Rồi bây giờ qua bạn số 3 đi, cũng xanh biển giống như các bạn hồi nãy. Cho em hỏi thời gian rảnh là hai anh thường làm gì ạ? Thời gian rảnh của Tín thì Tín thường hay nấu ăn và đi uống cà phê với bạn bè. Còn Phong? Còn Phong thì rảnh thì Phong thường cũng hay đi chơi thể thao đồ này nọ, rồi đi nghe nhạc và xem phim. Phong biết bơi không? Phong muốn chia sẻ là cái lúc hồi nhỏ, lúc không như vậy thì lúc nào không có cao cho lắm. Phong đi bơi tận một 3 tháng trời, liên bơi liên tục luôn, không mới được cái chiều cao mà cũng gọi là bây giờ cũng hơi là cao thôi. Có thể tập cho mình bơi được không? Tất nhiên là. Bạn số 3 ơi, cho mình coi cái mục điện thoại của bạn một xíu được không? Cái mục gì ạ? Gọi á, nhật ký điện thoại. Cái nhật ký điện thoại. Gần đây là Hiếu Lê. Em Hiếu là ai mà em gọi dữ vậy? Em Hiếu là em của em. À vậy được. Không, cái anh Mark mà có cái
con cái mặt con mèo hung hung này là nghi lắm. Anh Mark là ai vậy? Anh Mark là anh trai. Anh Tây Mưa nè. Dạ, anh họ. Nghi ngờ. Vậy em gọi cho anh nghe hả? Thấy thường không? Để cái điện thoại sát vào cái micro của bạn nha. Alo, gọi anh gì vậy? Đang ở đâu á? Đang ở nhà chứ đang ở đâu? Mà gọi có gì không vậy? Không, thì đang ghi hình game show. Tôi lưu anh là anh Mát, cái người ta tưởng anh là anh trai mưa. Xong gọi để chứng minh. Anh Mát, anh có phải là anh trai mưa không? Không, em là anh trai bình thường, anh họ thôi à. Có ý định cua tôi không? Trời, nghĩ sao mày khùng với ai mà cua mày? Cảm ơn em đã khẳng định giùm chị để bên chị biết. Đang đi kiếm người yêu luôn á. Ủa vậy hả? Thôi nha. Bye bye. Trời ơi, quê. Cho mình hỏi là hai bạn thường gọi cho ai nhiều nhất? Mình thường gọi cho mẹ mình nhiều nhất. Còn Tính à? Tính gọi điện cho bạn bè nhiều. Tại vì ngoài việc học ra em còn có công việc. Ý bạn là cái người đặc biệt á. Có hay gọi về cho gia đình không? Gia đình có. Một tuần thì thường là Tính sẽ gọi về 1-2 lần cho gia đình. Gọi cho bố hay cho mẹ? Dạ, cho mẹ. Gọi tâm sự hay là gọi để xin tiền? Thường là xin tiền. Thường thì cuối tháng mà gọi là thường là mẹ không bắt máy cho nhiều lắm. Dạ, khoai máy luôn. Còn Phong nhắn tin sao với mẹ khi mẹ không bắt máy cuối tháng? Dạ em gọi không ạ. Nếu mẹ không bắt máy là phải nhắn chứ. Không, nhắn cũng không trả lời. Nhắn không trả lời. Công nhận cái mẹ hay thiệt. Cuối tháng là mấy mẹ inbox hết, không có quan tâm nữa. Cảm ơn bạn số 3, bây giờ mình qua bạn số 2 nè. Mèo này là con mèo trên hình có sẵn hay là em nuôi đó? Dạ con mèo này em tải trên mạng ạ. Ồ, em thích mèo lắm hả? Dạ em rất là thích mèo và chó nè. Bạn này có vẻ thích nghe nhạc nè. Có hai cái app nghe nhạc luôn. Chia sẻ về gu âm nhạc đi. Dạ em thích nghe nhạc Hàn. Cho em hỏi là hai bạn nam thích nghe nhạc gì ạ? Phần thích nghe cái loại nhạc của WestOK, K-pop, nhạc của Sơn Tùng nữa. Hát bài Sơn Tùng nghe coi. Tôi mê xếp Tùng lắm á. Thật ra cái bài của anh Tùng thì rất là khó hát chị. Bài đó nó nhanh, rất là nhanh, rất là lẹ luôn. Em hát mê không mà không hát được. Em đi xa quá, em đi xa anh quá. Đó, bài chậm đó. Bài hát yêu thích nhất của bạn là gì ạ? Tính ạ. Cái thể loại của Tiến thích là nhạc rap. Đọc câu rap nghe coi. Về thần tượng em á thì em thần tượng B-Ray. Mà mọi người biết tới B-Ray nhiều nhất là cái bài Con Trai Cưng Của Mẹ. Thì em cũng hát rồi đó. Con trai cưng của mẹ thích ăn nhịn lấy le. Bạn bè gặp có mặt nhưng riêng ba mẹ nói là nó không nghe ạ. Cái đó là đọc anh. Dạ. Phải rap. Nghe ra. Chị xin lỗi em, nghe em trai chị nó dung quá. Nó từ rap nó chuyển qua đọc. Dung. Không nói lên lời nữa. Thôi cho coi vài tấm hình đi cho tỉnh táo lại coi nè. Cái giấy đó viết chữ gì dữ vậy em? Dạ đây là cái từ vựng để em học tiếng Hàn ạ. Cô này mê phim Hàn, mê văn hóa Hàn ha. Cho vô mâm đồ ăn đi. Nè cái giờ này đưa ra đó. Các bạn nội ngoại hai bên, mình hãy nhìn nhẹ đi rồi thèm nuốt rất biếng. Dạ đây là thức ăn để em ăn kiêng á. Gì vậy em? Dạ em đi xem phim một mình ạ. Hỏi thương không? Phong, ý em sao? Nếu mà em muốn thì anh thể dẫn em đi xem phim một ngay cái kết thúc của chương trình này luôn. Ngay kết thúc chương trình, em đồng ý không? Dạ em đồng ý ạ. Tính nói câu gì đi? Sau chương trình này thì anh có thể dắt em đi ăn bún bò. Xong rồi mới dắt em đi xem phim. Bên kia biết đi ăn bún bò. Bên em coi phim không à? Em coi phim, em ăn bắp nó mới ngon. Bây giờ em chọn ăn bún bò, coi phim hay ăn bắp rồi coi phim? Dạ em sao cũng được hết ạ. Hay mình bưng nó bún bò vô mình coi phim. Bữa tới giờ là chị thấy em già lắm rồi. Bây giờ em rất là thời cuộc, em không còn lãng mạn nữa. Chị nản em quá Vinh ơi. Cảm ơn bạn số 2 nha. Bạn số 1, cho chị xem màn hình của bạn nè. Bàn tay của ai vậy? Dạ tay em à. Đẹp quá à. Em là người rất là thích làm nail nên là tay em như vậy. Em hay làm ở đâu? Dạ ở nhà mẹ em có làm cho em luôn ạ. Làm đẹp quá. Bạn số 1 ơi, cho Tín xem cái báo thức của bạn được không? Chỉ có 3 cái thôi à. Cho chị biết tại sao có 3 cái giờ. Dạ 6:30 là giờ bình thường đi học à, còn 8:00 là giờ ở nhà ngủ nướng chỉ được tới 8:00. Còn 23:00 là bình thường là giờ đó là giờ em sẽ phải đi ngủ nên là em phải đặt báo thức. Rất nguyên tắc. Hay quá ha. Báo thức dậy và báo thức ngủ thôi. Còn mấy kia kệ nó chật cũng được cũng sao. Dạ. Khá nhất là cái vụ ngủ nướng đến 8:00. Có bao giờ đi học 6:30 mà nằm chút tới 8:00 trễ học không? Dạ cũng có một lần nhưng mà đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng tới giờ này à. Thường báo thức á mình nên để cái điện thoại thật là xa hoặc cái chuông báo thức thật là xa để mình bò tới đó mình lấy được cái chuông báo thức thì cũng tỉnh hồn. Dạ đúng rồi. Chứ để gần tai mình hay tắt lắm, nằm thêm 5 phút. Khi mở ra tiếng rử rồi. Trời muốn xỉu luôn. Rồi coi cái gì nữa nè. Em muốn xem gì nữa? Mày có thể cho mình xem hình ảnh được không ạ? Hình ảnh. Dạ đây ạ. Trời ơi quá trời tay em không á hả?
một số là tay em, còn một số là của tay khách. Cái hình mà em chụp chung với lại mấy cô mấy chú mặc áo dài đó là cái tiệc gì vậy? Cho chị coi tấm đó đi. Dạ, đây là một cuộc thi MC mà em đang thi và em đang vô được tới chung kết. Đây là top 6 chung cuộc ạ. Rồi cho chị coi nguyên vòng coi. Hai áo vàng, một áo đỏ, một áo trắng. Mời mấy bạn đoán. Theo tiền đoán nhầm thì bạn có phải là người mặc cái đầm màu đỏ đúng không? Váy đầm màu đỏ. Rồi, còn bạn là áo đầm màu gì? Em nghĩ là màu trắng. Phong thì nghĩ là màu trắng, Tính thì nghĩ là màu đỏ. Cuộc thi MMC này của em thì vào tới top 6 là một người phải xinh đẹp. Và em là một trong số không được xinh đẹp cho lắm. Thì anh có thất vọng vì hai cái sự lựa chọn của hai người không ạ? Cái tính là quan trọng nhất em ạ. Cái tính là quan trọng nhất em ạ. Quý vị ơi, quý vị không có biết được đâu, bốn bạn không biết được cái mặt Phong ngoài đây đâu. Hồi nãy số 4 nó cũng làm y vậy đó, mặt bi thương lắm. Tính là quan trọng cái mặt của trời ơi. Không, hôm nay mà không có bồ chắc về anh buồn dữ lắm. Thôi thì nãy giờ người ta cho coi hình ảnh gia đình, công việc, sở thích, còn gì để nói nữa. Hãy nghĩ trong đầu ai là mình ấn tượng nhất, để sau vài phút giải lao mình sẽ giữ lại người ấy. Mời giải lao trong vòng ít phút. Bạn đã trở lại với tần số tình yêu. Và nãy giờ trong thời khắc suy nghĩ ai là người ấn tượng nhất, mời Phong. Dạ. Dạ em xin chọn giữ lại bạn số 4 ạ. Số 4. Rồi Tính. Em ấn tượng bạn số 1 nhất. Mời giữ bạn số 1. Bạn Vinh. Bạn Vinh, bạn chọn giữ lại số mấy? Em thì là em sẽ lắng nghe hai bạn này lúc nãy giờ trò chuyện nha. Thì có vẻ là sẽ chọn lại bạn số 3 đi. Số 3. Vậy mời gặp gỡ bạn số 2. Người ở đây ạ. Chọn một kết thúc buồn thay vì một nỗi buồn không bao giờ kết thúc là cách mà Thoa dừng lại mối tình cách đây không lâu. Nhưng buông bỏ là để sẵn sàng tâm trí đón chào một mối nhân duyên mới khi Thoa đã trưởng thành và anh cũng vững chãi hơn. Nhưng có lẽ bờ vai mà Thoa đang tìm kiếm chưa phải là hai chàng trai trước mặt rồi. Em có ấn tượng với hai chàng khi biết ra đó. Em có nghĩ ai là Phong, ai là Tính không? Em nghĩ là anh bên trái là Tính ạ, bên phải là anh Phong. Em ấn tượng với anh nào hơn? Dạ, em ấn tượng với Tính ạ. Em đã có bao nhiêu mối tình trước đây rồi nhỉ? Dạ, em có 2 mối tình. Một mối tình thì năm em học cấp 3. Lên đây thì em có quen một bạn. Một bạn đó đã đi du học rồi ạ. Chị nghĩ là sẽ có nhiều vệ tinh lắm. Đang chuẩn bị thả tần số cho em ha. Dạ. Chúc em là thành công trên con đường học hành mà sắp ra trường rồi. Và kiếm được một cái tần số tình yêu của mình. Dạ, em xin chúc hai anh ở đây cũng tìm được một tần số tình yêu của ba bạn còn lại ạ. Cảm ơn em. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2, có tên gọi là thử thách của nàng. Xin mời. Như vậy là ba bạn đã được bốc thăm ngẫu nhiên để mà lựa chọn thử thách của mình. Bạn đầu tiên sẽ trình diễn một ca khúc. Bạn ở vị trí thứ 3 sẽ hỏi đáp nhanh trong 60 giây. Và bạn thứ 4 cũng là một phần trình diễn về âm nhạc. Mời bạn ở vị trí thứ nhất sẽ trình bày phần thử thách của mình. Xin mời. Hát hay, hơi hồi hộp tí, giọng hơi run run nhưng mà không sao. Ra đây em thấy hai bạn nam của chương trình giới thiệu cho em thấy có xinh trai không? Dạ dễ thương. Bạn đi hát được lâu chưa? Dạ em đi hát được vài năm rồi ạ. Là hát chuyên nghiệp luôn hả em? Dạ không ạ, em đi bình thường thôi chứ em chưa đạt tới cái đỉnh điểm của chuyên nghiệp. Mình có hay hát phòng trà hay là hát sầu say mê mà không chấp mắt. Em có đi hát ở mấy địa điểm bình thường thôi. Em biết ai là người giữ em lại không? Em nhớ tên bạn đó là Uy Tín. Là người mặc áo caro hay là người mặc áo đen? Dạ em nghĩ là bạn caro ạ. Rồi có ấn tượng với bạn caro không? Dạ nhìn bạn hiền quá. Hiền quá em đâu thích hả? Dạ không có, tại em đã giữ rồi nên em muốn bạn hiền hơn để hai đứa em có thể chung hòa được với nhau ạ. Là hợp hợp đúng không? Dạ Tính có biết là tiền là người ở đâu mà? Nghe giọng thì có phải bạn người miền Bắc không? Dạ em là gốc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Không sao, nếu như mà Tính không biết gì về thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đến đây có tiền rồi.
Nếu như nói về thành phố Hồ Chí Minh thì Tính có biết đặc sản gì ở thành phố không ạ? Đặc sản của thành phố không? Dạ, đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh có Minh Tuyền. Có Minh Tuyền. Quang thính mà mình... Cảm ơn em rất nhiều. Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Dạ, em chào. Dạ. Và thử thách của bạn tiếp theo sẽ là hỏi nhanh đáp nhanh trong vòng 60 giây. Bạn ở vị trí thứ 3. Xin mời bạn. Chào anh. 6 câu hỏi mà liên quan tới cái trò chuyện nãy giờ của hai bạn nam này với tất cả mọi người. Sẵn sàng chưa bạn? Em đã sẵn sàng. 60 giây bắt đầu. Chàng trai thích xem phim Việt Nam tên là gì? Chàng trai thích xem phim Việt Nam tên là Phong. Bạn Duy Phong chia sẻ từng học bơi để tăng chiều cao trong thời gian bao lâu? Từ lúc nhỏ. Uy Tín chia sẻ bạn không thích ăn món gì? Bạn thích... Không bạn thích ăn món gì? Đâu có chia sẻ không thích ăn món gì được. Có, món gì bạn ngán á? À, trứng... Trứng với mì gì sao á? Duy Phong từng đi du lịch với ai? Đi với gia đình. Uy Tín thường gọi về nhà cho mẹ mấy lần một tuần? À, 1-2 lần một tuần. Chàng trai thích nhạc Hàn Quốc tên là gì? À, tên Hàn Quốc tên Phong. 4 đáp án đúng. 2 câu trên là tăng chiều cao trong vòng 3 tháng học bơi thôi. Còn chàng trai thích xem phim Việt Nam tên là Uy Tín chứ không phải là Duy Phong. Ai là Phong ai là Tín? Bên trái là Tín, bên phải là Phong. À, hay. Đồ này của em là em tự nghĩ ra em mặc hay là ban tổ chức em mặc? Tự em mặc. Chị thích gu thẩm mỹ của em. Dạ, cảm ơn chị. Ra là hai bạn này cũng kiểu như là cũng nao núng, cũng rung rinh. Vậy thì giờ chờ thêm bạn số 4 ra coi, hiểu không? Dạ, chịu. Okay. Rồi. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ sẽ là phần thử thách của bạn ở vị trí số 4. Xin mời. Em ra em bắn mà em bắn một mớ tim thật. Em thấy sao Phong ơi? Em nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Ôi anh, bé này với bé số 3 gu bận đồ tốt quá. Dạ. Đẹp, kiểu dễ thương. Em bước ra chị còn thích nữa chứ đừng nói chi con trai chị. Tính thấy làm sao? Dáng nè, phong cách ăn mặc và đầu tóc nữa thì không khác gì chị Yên Hồ. Này có biết hát nữa. Em sẽ xem đó là lời khen. Em cảm ơn anh. Rồi có lạc trong tim người ta chưa mà không có nói cái gì hết trơn. Em thích cái giọng quá chị. Thích cái giọng quá chị hả? Trời ơi. Dễ thương mặt, quá. Mặt em nổi hết gà với ông đi. Em, cái chuyến xe mà về Lâm Hà lát nữa là mấy giờ? Mấy giờ luôn. Giờ không còn nói gì được nữa hết. Cất vô đi. Đừng. Cất liền đi ha. Cất liền đi vô nơi. Làm đi vô trong rồi ha. Em xin phép. Xinh quá vậy ta. Trước khi đến phần ấn tượng của hai bạn nam thì cùng với Di La trong 1 phút nhé. Giờ giải lao tiếng ngữ có suy nghĩ thay đổi gì không? Mời Phong ấn tượng với số nào luôn. Dạ thưa chị Việt Hương thì em vẫn giữ quan điểm của em lúc đầu là bạn số 4 à. Mời đèn của bạn số 4. Uy Tín, em có quyền chung số luôn. Em vẫn giữ cái quan điểm của mình là giữ bạn số 1 lại. Giữ cái bạn số 3 cũng đẹp quá trời. Cái đó gu của anh Vinh. Người ta từng số người ta rung động đâu để ta đó. Xin mời hai bạn nam lên vị trí kia xoay lại đây. Gương mặt thiệt. Mời ba màn hình. Nè nghe nè. Số 3. Anh nói số 3 xin mà không tin. Nhưng mà tao không rung động. Dạ thôi. Số 4 nè. Số 1 nè. Mời tắt màn hình mà hai bạn về chỗ. Rồi xin mời. Sau khi nghe cộng đồng la quá có thay đổi không? Dạ không mà em vẫn chọn số 4 à. Dạ vẫn giữ số 4. Tính. Em vẫn giữ quan điểm của mình. Giữ số 1. Vậy mời gặp gỡ bạn số 3. Có những chuyện, có những thời điểm, cả hai chẳng ai bảo ai, đều đồng thời buông lỏng tay mình. Nhưng cũng có những chuyện, một người buông tiếng thở dài và bất lực buông tay luôn. Và đó là em và anh của năm ấy. Không phải không muốn níu kéo, mà bởi
anh khiến em không biết phải tiếp tục thế nào. Dù gì thì hai bạn cũng đã chọn được tần số của hai bạn rồi, thì mình mong hai bạn sẽ có được một cái kết thúc đẹp sau cái chương trình này. Chia sẻ sơ sơ về mình đi em. Em đã có bao nhiêu mối tình trước đây rồi? Dạ em đã có hai mối tình trước đây, một cái là thời cấp 3, một cái thời đại học. Vắng cũng lâu rồi hả? Vắng 5 rưỡi rồi. Mẹ hối lấy chồng chưa em? Mẹ hối có người yêu thôi. Mỗi lần về quê là hàng xóm rồi ngoại nội nói sao mà. Do trước giờ em chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà, lúc có người yêu em cũng giấu á. Vài bữa hàng xóm coi chương trình này xong về gạo nữa cho con coi tội nghiệp không? Sao em cười dữ vậy, em quay phim? Quay phim làm như muốn phóng xuống đây. Quê em ở đâu? Dạ em ở Quảng Ngãi chị. Sao Quảng Ngãi sao? Tại vì trong kia la quá, ba ông camera trong kia la quá trời luôn. Anh có dặn chị Việt Hương là chị ơi, hai anh chàng này đẹp trai được đưa ra ánh sáng, ba đứa em quay phim chổng không ai thấy. Nếu như bạn nào từ chối ngoại, chị cứ đẩy giùm em vô chổng. Đó, lát em quay lại lại có ba anh chàng kia ngắm em nha. Dạ. Mà nói với lại má với hàng xóm là yên tâm đi, tại con chưa muốn dẫn về thôi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn anh ạ. Có người rung động với em kế bên đó. Và bây giờ sẽ là vòng 3 của chương trình mang tên Bí mật của chàng. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hai chiếc điện thoại này nhé. Và bây giờ là tới lúc mà mình sẽ được khám phá hai cái điện thoại của hai anh chàng này. Dạ mời màn hình của bạn uy tín. À, đứng đâu mà chờ ai mà ai vậy? Thờ vậy trời. Cái này là cái hình của em khi đi du lịch ở bên Hội An. Cho chị coi tấm hình đó đi. Đó, đây. Zoom vô xíu em. Còn đây là hình em chụp với mẹ em hồi Tết, hồi Tết năm nay. Hay mấy bây giờ mình gọi cho mẹ cái được không? Giờ xin tiền mẹ mua quà bạn gái nè. Alo. À, mẹ ngủ chưa? Chưa, mẹ chưa ngủ. Cuối tuần này á thì con có đi sinh nhật bạn gái con á, mà hiện tại thì con trong túi con cũng hết tiền rồi. Dạ. Thì mẹ cho con xin khoảng chừng 1 triệu đi, để con mua quà cho bạn gái nhé mẹ. Bạn gái á, còn gì mà người tiền chứ. Vâng, thì bạn gái mới quen. Bác ơi, con là bác, con là bạn gái mới quen của anh Tính Phong. Chào con gái nha. Dạ, chào bác. Bác khỏe không bác? Chào cô thôi, gọi dạ, con chào cô. Ừ, cô khỏe. Dạ, cô ơi, con nói với anh Tính á, con muốn về con chào cô. Ừ, để cái gì về cô chơi nha. Dạ. Dạ thôi, mẹ ngủ sớm đi nhá, muộn rồi đấy. Dạ, mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhớ chuyển tiền cho ảnh mua quà cho con nha mẹ. Dạ rồi, con chào mẹ, mẹ ngủ sớm nhá. Tối nay má ngủ được, tưởng cha có bồ thiệt rồi. Rồi, có bồ thiệt đó chứ, em thấy cũng ăn rơ, nể hợp ý lắm á. Vâng, sau chương trình này thì chắc em sẽ cũng sẽ có bồ nữa. Làm gì mồ hôi một cây đổ. Đổ mồ hôi chứ, tội nghiệp nhỏ chứ sợ đổ mồ hôi. Hồi hộp luôn. Hay chị Hương đứng gần nói quá giật mình phải không? Mẹ dễ thương quá à. Tâm lý của cái người mẹ khi biết con trai mình lớn rồi, có bạn gái, có nghĩa là sắp sửa bước ra một cái gia đình riêng, thì mẹ vui. Và Việt Hương cũng muốn thử nếu như là cái người bạn gái nói chuyện á thì mẹ như thế nào. Thì mẹ rất dễ thương, chắc là mẹ trẻ lắm, mẹ kêu về vẫn về được rồi. À, năm nay mẹ nhiêu tuổi rồi cưng? Dạ, mẹ năm nay là 42 tuổi. Dạ thôi được rồi ha, vậy mình qua bạn tiếp theo thôi. Kết nối với Phong nè. Đây, nó gọi về nó quất 10 triệu rồi. Dạ. Thì gọi về mẹ đi, muốn quà 30 tặng cho bạn gái chiếc xe máy. Tái mình gớp răng ra luôn. Tát mình chấp nhận luôn em, mình rớt răng mình cắn vô lại không sao. Rồi thử coi mẹ sao. Tội nghiệp mấy bà mẹ hôm nay. Cái mẹ, mẹ giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi, cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi mua chiếc xe máy tặng nó được không? Ở đâu còn có xin? Trời ơi, chứ tiền mình để trong tủ mình chi có đóng mà, vẫn thấy mà. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng rồi mà mày nghĩ sao mà mình uống lộn thuốc hả? Hả? Nó dễ thương lắm, bây giờ lại không có xe đi, xe nó tàn quá, bữa mày cũng thấy rồi đó. Mày đi về đi, tao nói chuyện chứ, giờ tao nói tao mắc cười quá. Về đây, về rồi, đây. Bây giờ mua xe đi, con nhẫn về, thiệt. Mày mua xe cái nhẫn về liền, chở chiếc xe với bạn gái về luôn. Không mà bà mẹ dễ thương quá à. Bà Lan hồi cái bà mắc cười.
Bộ từ đó tới giờ hay ghẹo mẹ lắm hả? Dạ, hay ghẹo mẹ lắm. Trong sao mà mẹ không có thấy bực mình với em mà thấy mắc cười? Dạ, ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen. Ngày nào cũng chọc bực điếc rồi quen. Ví dụ gì? Ví dụ mà đồ ăn không có ngon nó, trời mẹ ơi, đồ ăn cái gì mà thấy ghê vậy? Ăn được nhịn, ăn được nhịn. Chung em ăn thôi, cái gì em cũng biết làm. Căm đứng luôn hả? Dạ. Mà mẹ là có khiếu hài hước lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Câu đầu là mẹ cũng hơi la la, nhưng mà câu sau mày đừng nói nhiều, mày về đi, mày đừng có làm chuyện tao mắc cười. Rất là cảm ơn hai bà mẹ không biết gì nhưng mà hợp tác trên sóng rất là vui, và mong là nếu hôm nay Phong hoặc Tính có bạn gái chụp tấm hình, vui lòng chụp luôn tấm hình bà mẹ gửi về chương trình Tần Số Tình Yêu giùm. Yeah. Nha. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi giờ vui quá, hết nói được gì luôn rồi. Quá dễ thương rồi. Bạn số 4 ơi, nãy giờ là bạn cũng nghe được là ở ngoài đây Phong mê bạn, đòi mua chiếc xe tặng luôn. Rồi bà mẹ cũng gọi điện dễ thương vậy, tâm lý của bạn. Nếu có một người mẹ chồng tương lai mà dễ thương vậy, bạn cho tôi chút xíu ý kiến coi. Dạ thưa chị, thì em cảm thấy bác gái là một người vô cùng là vui tính, rất là dễ thương. Nếu có cơ hội làm con dâu của bác thì quá là xuất sắc rồi, không cần. Mẹ thấy chưa, con dâu mẹ đó xinh lắm, dễ thương mà khéo nói nữa. Ê, nó nghe nè, vậy chương trình này đâu còn gì đâu, chốt hết trơn đi. Hai bà mẹ đã gọi điện tới rồi, đồng ý cho tiền đứa 30, đứa 1 triệu. Yeah. Con cái trong kia cũng đồng ý, giờ hỏi nhỏ số 1 đồng ý cái là mình làm cái rần. Số 1 ơi, giờ em nói câu với bác đi. Em thì không có muốn nói gì quá nhiều, em chỉ nói một câu là nếu mà có cơ hội may mắn được làm con dâu của cô thì em sẽ không làm cô thất vọng, không làm cô thất vọng. Wow. Chiều giờ Trương Tứ Vinh gọi về cho má. Thấy má ơi con vẫn ế. Nói mẹ mất ngủ luôn á chị. Mất ngủ luôn đúng không? Má là nôn dữ lắm. Có hình ảnh đi, có hình mẹ không? Dạ có à. Ừ, đi. Mẹ tên gì? Dạ mẹ tên Mẫn à. Mẹ Mẫn ơi, mẹ lên hình nè mẹ Mẫn. Dạ đây à. Chào mẹ Mẫn nha. Mẹ vui tánh quá. Có hình à chơi gia đình hay là bạn bè hay là cái gì đặc biệt không? Có thể mà cho quý vị xem được thì bạn Phong cho mọi người xem nha. Hình của con đa số là hình dìm của người ta không mà con. Đâu hình dìm đâu? Dìm mấy đứa em là chính. Rồi dìm em luôn. Mà thằng em. Trời đất ơi, tội nghiệp thằng nhỏ. Em ruột á hả? Dạ. Em tên gì? Dạ em tên là Bin. Trời ơi, Bin nè, nó giỡn rồi, nó chụp hình Bin lên giày rồi, sao thằng Bin có bồ? Còn ai nữa, nhà có mấy anh em? Nhà có thằng em nhỏ nữa. Có thằng em nhỏ. Thằng giỡn. Trời ơi. Thằng em nhỏ tên gì? Tên Chí à. Chí ơi Chí, con cũng xong luôn rồi Chí ơi. Đừng bao giờ ngủ thì thằng Bin nó còn thức. Dạ là hết rồi, dạ có nhà có mấy anh em vô đó. Nhà ba anh em. Ba mình có bị trong cái tầm ngắm của mình không? Dạ không, ba em dám đụng. Ba không dám đụng. Thôi chắc giờ để cho hai bạn nữ xem điện thoại của hai bạn dạ, nam đi. Mời hai bạn nữ khám phá hai cái điện thoại của hai bạn ngồi dưới đây. Chúng tôi sẽ nghỉ giây lao trong vòng ít phút. Quay trở lại với Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ thì hai bạn nữ đã xem xong điện thoại, họ thì cũng đã có quyết định rồi. Bây giờ là lúc chúng ta chờ xem quyết định của họ như thế nào nhé. Xin mời hai bạn xuống dưới. Đây là giờ khắc mà Việt Hương và Trương Thế Vinh thích nhất. Tại vì cái công của mình từ đầu tới cuối ha, nói vô rồi bàn bạc, rồi vẽ cả một cái tương lai. Rồi bây giờ đưa điện thoại ra nè, chúng ta để cho Nhi quyết định thì chúng ta sẽ đếm nha. 10. Nhìn bộ đồ là em biết đẹp gái rồi. Em thích cái giọng đó quá chị. Dễ thương quá. Em nổi hết gà gái không đi. Đếm lại nữa đi, nhiều khi người ta suy nghĩ. Anh Tường quay lại nha. Thế giới này hơn 7 tỷ người mà mình có duyên gặp nhau ở đây á, đã là may mắn lắm rồi. Anh cứ coi như là không phải em từ chối anh đi, là giờ mình đang có cơ hội để sau này mình tìm hiểu nhau thêm. Nếu được em chấp nhận làm con dâu má anh. Chưa hẳn là từ chối, vẫn để lại một cái lời gợi ý đúng không? Dạ. Nhưng mà nếu mà nhận lời ở đây thì bạn chưa chắc chắn lắm. Con gái mà rất là an toàn như vậy là được. Nhưng mà bây giờ bạn cho phép bạn trai quay lại nhìn bạn một cái được không? Rồi, mời Phong.
chào anh. Mà anh rất là tôn trọng cái ý kiến của em. Bạn gái này cũng rất là hay, có thể là không chọn là yêu nhau hoặc là rung động ngay lập tức bây giờ, nhưng mong sẽ là bạn bè tìm hiểu và cũng nói với mẹ luôn, mẹ Mẫn là nếu có duyên sẽ là con dâu của mẹ Mẫn. Cảm ơn hai bạn đã có mặt ngày hôm nay, chúc hai bạn tiến xa thêm một chút xíu nữa. Mời hai bạn. Cảm ơn chị. Bây giờ nha, tới uy tín, quyết định của bé Tuyền. Đếm ha. 10 9 8 7 6 Em đã giữ rồi. Em muốn bạn hiền hơn để hai đứa em có thể chung hòa được với nhau ạ. Nếu như mà tính không biết gì về thành phố Hồ Chí Minh thì cứ đến đây có tiền rồi. Đặc sản của thành phố Hồ Chí Minh có Minh Tuyền. 2 1 Alo đi. Alo, anh có nghe tiếng em rõ không ạ? Nghe rất rõ. Không biết giờ em đói chưa? Bây giờ em chưa đói nhưng mà em vẫn muốn được đi ăn cùng anh thì có được không ạ? Trời ơi! Ok, thì sau chương trình này thì mình có thể hẹn hò nhau chứ? Mình phải hỏi câu gì nè, anh quay lại nhìn em được chưa? Giờ anh quay lại nhìn em được chưa? Anh đếm 1, 2, 3 đi. 1 2 3 Mời em. Dễ thương mà còn hát hay nữa. Bây giờ dẫn nhau đi ăn bún bò, coi phim rồi mua bắp rang ăn hay sao? Ăn bún bò rồi xem phim chứ. Ai biết nãy mấy người hẹn hò nhau đó, quay lại nhìn nhau nói gì đừng nhìn tôi nữa. Dạ chào anh, đừng run, em cũng run. Anh đã tìm được tần số ở em chưa? Hiện tại thì rồi. Trời ơi, dễ thương nha. Anh ôm em một cái được không? Tần số của họ đã chạm nhau, giật bạc. Hừ. Đây là cái dấu mốc đánh dấu cái ngày hai bạn gặp nhau. Nhìn cái này là sẽ nhớ cái duyên ngày hôm nay ha. Em cảm ơn chị, cảm ơn anh ạ. Và em cũng cảm ơn chương trình đã tạo cho tụi em một cuộc gặp gỡ đầy thú vị này. Bé dễ thương quá, ai bận đồ già cũng đẹp hết trơn. Em cũng vậy. Các bạn cảm thấy cô đơn, cứ yên tâm, đã có chương trình Tần số tình yêu của chúng em lúc nào cũng chờ các bạn đăng ký, để làm mai chương trình sẽ phát vào lúc 21:35 thứ sáu hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Truyền thông Bi thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Chỉnh chu sang trọng màu trắng, yeah. Âm thầm không báo tôi biết. Hôm nay hai người khách mời của chúng ta cũng mặc màu trắng. Bởi vậy nè, anh chạy vội vàng vô thay bộ màu trắng. Cái đồng điệu bỏ tôi ra, hai cô nàng nó chắc phải đẹp lắm chưa cái Vinh mới chạy vô thay cái áo trắng chung ha. Dạ em tên là Nguyễn Song Nhi Em nhờ. Hiện là sinh viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ạ. Dạ, nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 19 tuổi ạ. 19 tuổi, trời ơi.